bạn sớm cướp nâng trịp xuống từ đọc bụng mài bóng phôn đài này dùng tạm đán tiết sản án ấy. Bà chân nèl bà ý phì bà sâu hên chìa tì mẹ trấy. Bà sớm chui chơi bật tông bà subscribe của đồ chìa chui chơi bật tông bà like nâng xế đam bây từ tù bản ấy. Bà át tờ bọt bà thâm mây bà chìa riêng rột ngay. Bà, xâm rạp bật ngay đi phong đái, xông bạc có xông thua ca bà chụp chùn nới. Bà hào ra xa pro chạm thang ngay, để trâu cho mùi nâng bật ngay bốt. Bà tì mập hơi prám, bà khai bà ưu xa phía cho nàm bí bôn bà mập hơi bí ni. Bà, xâm rạp bông an bôn đài là bà chong đăng ông bí, bà chụp chỉ ta rơi xây rồi bọc luôn pro chạm thang ngay. Rư cả trong đăng ẩm pi bà có buồn con cu tu tì thầm mây phong đại nữ. Bà cũng phát lệnh nà mọc tạm đàn tu sản á chư mùi nâng bà khlâm xa nầy trường lếch. Đại lục cổ rù nâng thơ ca con cu tu tì chạy chun đòi bông mài bông bông bàn tu sản á tiền ọc nìa đôi tỏ tơ. Bà dưỡng đi dây ẩm pi bà có buồn bà dìm cờ lá. Tại tông chú mùi nâng có buồn bà dìm cờ lá ní. Bà cứ chỉ có buồn khăn ông ca mờ bê vô lia đã trâu thua đầm ná. Nhiều tháng ngày bốt tì mập hơi pram bà khai ưu sơ phía cho nàm bí bòn bà mập hơi bí ní. Bà nhớ khơi nhớ tha xâm rạp bật ngày bốt bà cứ vô lia bê prắc chạp bì mong pram mùi xôn xôn. Rồi hốt đón mong bà pram bay mà phải buồn ở tì cư chìa bê vô lìa thò mà đá. Đôi lại xâm ra bê bình phân lư chọc bì mong pram bay mà phải buồn ở tì đón mong đọc bà xa xa pram bay nở tì cư chìa bê vô lìa xế rấy. Hồi xâm ra bê thằng ngày trón chọc bì mong đọc bà xa xa pram bay nở tì đón mong mùi đập bì nở tì cư chìa bê vô lìa tục sóc. Rì ai bè rô xíl chắp bì mong mùi đập bì nè tì đò mong bay xàm sập ra mùi nè tì cư chìa bê vô lìa liệp cháy. Xâm ra bê lưng nghĩa chắp bì mong bay xàm sập ra mùi nè tì rò hốt đò mong pra mùi xôn xôn cư chìa bê vô lìa cửu thân nạ ba. Chẳng hỏi xâm ra bụng mong bôn đài chồng bà nơ liệp cháy xà rây xứt đấy. Cô đô chìa bà ca cháy nấm nà bà cọp tà đôi bà phía bà rì chùm ràn hơi nâng. Tôi tu bàn nâu pháp ca pro chạm thằng ngày nu. Cô bình nà thơ ca cháy nấm nà đòi chở rơ rơ dọc bê vô liên ồ lò từ tàm khá buồn hồng xối rù miến. Bà cứ nâu bà bê rù xíl bà nâu bê bình bình lứ. Cô đô chìa nâu bê prật bà dân khơ nhá tha xâm ra bê vô liên tàng bầy ni. Bà bụng mai bằng bôn bà prasân bà cháy nấm nà chóm bê vô liên lò cư bê rù xíl nu. Ai nâng nôm nâu liệp thốm, ai nâng nôm nâu bà rương lò lò cho một nông tế xâm bay đòi bụng mai bằng bồn phong đài. Hai xâm ra bê vô liệp xem xây tiết cỏ sất sân tại chế bê vô liệp lò phong đài. Chân sâu mà nó vót tờ tàm bà có buồn bà dìm cỏ là tiền ọc ní. Bà đôi lại xâm ra bê vô liệp đẻ mân lò bụng mai bằng bồn mân cua ná. Bà chênh năm nay chom bê vô liệp tiền nụ nụ tê ruông miến. Cứ nâu bê thằng ngày tròn cổ đô chiên nâu bê lửng nghịch. Bà dân khơi nhá tha xâm ra bê vô lia tèng bì ni. Cứ bụng mai bằng bôn mần cua nà bà chênh nằm nào chom bê vô lia tèng bì nụ tế. Bố ấy ai nôm nâu bà tục lũng bạ cổ đô chiên nôm nâu bà cổ rô thân nạ cổ đô chiên nôm nâu rương xem xên để mần lõ cho nó không còn cổ rô xa rồi bà bụng mai bằng bôn. Chẳng hỏi xôm bị nịnh mơ có buồn dìm cổ lá. Hỏi thua ca chơi nằm ná đòi chở rớ dọc bê vô liều hồng xối. Bê vô liều lò lò tiên ọc nìa. Bà trong mắt có xôm bần to chủ nơ. Bà cứ có buồn mùi tiên nú cứ có buồn khăn ông ca mơ tứ tiên phạm bay. Bà thay tông chú mùi nâng có buồn khăn ông ca mơ tứ tiên phạm bay. Bà nìa thằng ngày bốt. Tì bà mập hơi prám bà khai ưu sơ phía cho nàm bí bòn bà mập hơi bí nì bà. Nhưng khơi nhớ tha đầu xa tại tháng ngày bốt cư miên cầm lang bà đọc prám bí bà. Đừng hàm rùa cư nâu tư bà ấy sán bà cư tư bà trông bà khang bà á chướng.
hỏi phụ mạng bọn bảo môn bê thua đầm nà từ phá ngay rư có môn bê thua đầm nà từ phá chết rư có từ bổng bênh cách ca nghiệp xem xem phong đại nữ cứ đầm ra phụ mạng bọn trâu từ bài mộc từ rộp tức đại chiên đằng hàm rúa pro chạm thang ngay chiên môn sân hỏi xâm bần tó chanh năm nà từ thảm kroi ba chẳng phá sân và phụ mạng bọn thua ca ba bài mục từ rộng tức đại chìa đằng hàm rốt pro chẳng thang ngay bà miền này thà phụng mạng bà bàn thua ca sớp dụng nâu thà một bốn miền này thà phụng mạng bàn sớp dụng nâu rất thị ẩm nạch bà đại thua ao chỉ vớt rộng bà phụng mạng bà ôn nia thang ngay bốt tì mập hơi pram ní cư bộ bình tạ đôi phiệp chế chùm nè chân nha ốc mì sạch trời tụ bàn tại liếp nâng sống nàng bà chuộp tại một nụ lò lò chạm chuối trùm trên bà chân xôm phụng mạng bọn tàng ọc nìa xôm ăn vọt ở tàm có buôn khăn ông cao mơ tư tàng phẩm bấy bà nằm bay ở thang ngay bốt tì mà phơi pram ní cứ chuộp tại rương lò lò chuộp tại liếp nâng sống nàng tàng ọc nìa bà trong mắt có sông bần to chủ nế bà cứ bà hào ra sát pro chạm thang ngay bà tất thông chung mùi nâng bà hào ra sát pro chạm thang ngay nhưng khởi nhật thay xâm rạp bà phụng mạng bà đại miền chân nằm cầm nát cả nó không chân nằm chìa nằm bố kê ni bà cứ trâu chung mùi nâng bà ổ lông nẹ đại cả nó không bởi chân nằm chút bà rồi xây nia thang ngay bốt bà tì bà mập hơi prám bà khai u sập hia cho nàm bì bòn bà mập hơi bì ní ở lúc này đã cao nó còn nông bà cho nàm chút bà đồ xa tầy miên thiệt tức bà đồ xa tầy miên bông tèo đà bró rồi xây khuyên tha cư bà lo chìa mùi xông nụ tê nia thang ngay đi bà chọn đó sai rứ có trò trà với mùi khuyên tha tay tài bùm xâm rách đôi bùm non bồn mà nữ tê rứ có chua bà xa nập hiếp lũng bạc phóng đài xâm ra bà cầm bà có rứ có bọc cả lực nê nì bà cho bà giác cách ca nghe ở bà khuôn bí bà bằng cát ở miền cổng ho à chua nở rương bà ca rung cua rung cớ đò tù nê tí ca nghe thèm thiệt phong bà nè bà có bà rốc xì chùi đổ vĩnh miễn ca bạc sắp xoay khôn ông ca rốc phòl chùm nổ nà đủ chân hai tôi tự khật khổng kháng tớp ai cho rốc bạc cổng rai chân châm bà cửa xa kroan bà rốt sửu khuôn tờ ruột rì ai bà nhà hà sức đại sân hà bà sửu cầm lọc khổ mông miễn ca bà chùi trơm khổ bài bọt đó chính là hơi trâu chạy cắt bẩn thôi bà khá lá tớ có mì rương rào à có rõ nìa thằng ngày khẳng mốc thử ruột bà chân đi cứ chia đuông chỉ tài rửa xây bà rô bọc bọc ngoài bóng bóng đài miền chân nằm cầm nát cả nó khôn ông bà chân nằm chút bà trong mắt có xôm thua ca côn cu tụt tiền nờ chuộc chỉ tài rửa xây bà rô bọc bọc ngoài bóng bóng đài miền chân nằm cầm nát cả nó khôn ông chân nằm chia bẩn to tụt tiết bà cứ trâu chung mùi nâng bà ổ lục nè đại con nó có nông bà chân nằm chú lâu bà rìa xây nia thang ngày bốt bà tì bà mập hơi pram bà khai u sập hia chân nằm bì bòn bà mập hơi bì ní ổ lục nè đại con chân nằm chú lâu đưa xa tầm miền thiệt đấy đưa xa tầm miền bông cư bà mần ủ bró bà đuông chỉ ta rìa xây rồi bà lục nè khởi tha bà thật lẹ sợt cho bà nó không bật thằng ngày ní bà cứ chụp chỉ tay rồi xây rồi bỏ lúc này đã cao cho nằm chơi lâu cứ mình sâu chìa lọ pro sao phôn mà nổi tê mà là hai bà chìa sửa trây tổng tay tầm miên ca bà bà dạp bà dạy bà chiêng bỏ rõ về bố thang nghe cao chỉ rương rao chiêng sọp mỗi đòn bà xâm ra bà ca bông bênh cách ca nghe bà miền cách ca nghe với xâm khán hơi trong từ bông bẹ nào nà mà nè có tài anh ta phùm sâu xâm rách đôi bông non bôn mà nụ đá hơi kê miền tại sao đây bẩn tốt bẩn thảm tiệt bà nè bà co bà bò rốc xì chuyên đồ vinh cả chuyên tì chất ngay bà cứ cho bà giác cao miền chúng lùi Việt Nam mùi chìa mùi nâng mà nụ nâu của bà luôn đà nồm chè ẩn tì bò lạc rõ nìa bề kroi
រីឯបញ្ហាប្រស្រីដែលមិនទាន់មានគូគាប់បើកុំឃើញភ្លៀមស្រឡាញ់ផ្លែប្រយ័ត្នជួបរឿងកម្មក្រាស់នៅពេលក្រោយហើយមកដេកឈឺចិត្តឥតប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជាតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លើយ បាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយនៅជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំបាទខាលវិញម្ដងបាទយើងឃើញថាជោគជ័យតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលបាទ នីថ្ងៃពុទ្ធទី26ព្រះបាទខែបឧសភាឆ្នាំ2022បងប្អូនបងប្អូនពីនេះបាទអស់លោកអ្នកដែលមានឆ្នាំកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនេះដោយសារតែមានធាតុឈើដោយសារតែមានពងគឺបាយស្រីបាទជោគជ័យតារិស័យឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទទាំងស្រ្តីទាំងបុរសបាទនីថ្ងៃល្អគឺថ្ងៃពុទ្ធនេះបាទប្រសិនបើចង់ជជែកឬក៏ចង់ដោះស្រាយរឿងអ្វីមួយអាចធ្វើបានពីព្រោះថាតែងតែសម្រេចដោយគបបំណងការប្រកបកិច្ចការងារលោកអ្នកគឺអាចទទួលដំណ
ការរីកលូតលាស់បាទគួសមឡើយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខរបរថ្មីឬក៏បណ្ដាក់ទុនបន្ថែមព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានក៏តែងតែហុចមកវិញដោយសមប្រកបជានិច្ចបាទរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងតែស្រស់ស្រាយជាប្រពៃណាបាទ ຈັນນີ້ຄືຊີດວງຈິຕາຣິໄສຂອງປົກຫມາຍບ້ານໄດ້ມີຊ្នាំກຳເນີດກາດໃນក្នុងບາຍຊ្នាំຄາລບາດຂ້ອຍມາດກໍສົມຖືການກຸນກູຕຸຕຽຍໃນໂຈກຈິຕາຣິໄສຂອງປົກຫມາຍບ້ານໄດ້ມີຊ្នាំກຳເນີດກາດໃນក្នុងຊ្នាំຊີບັນຕໍ່ຕໍ່ຕິດບາດຄືຖ້າຊິມື້ນັ້ນບໍ່ອໍຫຼົກແນ່ໄດ້ມີຊ្នាំກຳເນີດກາດໃນក្នុងບາຍຊ្នាំທໍບາດ រិស័យនីថ្ងៃពុទ្ធទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបាទអស់លោកអ្នកនៅក្នុងបុឆ្នាំថោះដោយសារតែមានធាតុឈើដោយសារតែមានពងគឺបាទមនុស្សស្រីបាទឌួងចិត្តរិស័យឃើញថាគឺបាទល្អជាមួយសុំនោះទេបាទនៅក្នុងបុថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីត្រូវបាទសឹមសឹមសន្សឹមហើយមិនត្រូវធ្វើកិច្ចការងារអ្វី សំខាន់ពេកនោះដែរពីព្រោះថាបាទឧបសគ្គនៅរាំងស្ទះមុខគឺខ្លះៗនាំជួបផលលំបាកក្នុងការឆ្លងកាត់រាល់កិច្ចការងារបើមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកដទៃត្រូវចេះទប់ចិត្តសង្កត់អារម្មណ៍និងប្រញាប់បដោះស្រាយទៅរឿងតូចមិនអាចខ្លាយទៅជារឿងធំកើត សម្រាប់បណ្ឌិតប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខគួរសមហើយភាពបសុកដំក៏កើតមានច្រើនផងដែរបាទលើឡើយសម្រាប់បសុករេស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបាទនីថ្ងៃពុទ្ធទី23នេះផងដែរគឺកុំខបបីបាទជ្រួលជ្រើមខុសបែបបត់ប្រយ៉ារែកពូនភាពទុកសោកមកវិញតែប៉ុណ្ណោះ បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យបាទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំថោះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទុតិយនៅជោគចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំបរុងបាទ យើងឃើញថាជោគជិតារិស័យបាទរបស់អស់លោកអ្នកដែលមានឆ្នាំកំណើតកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរោងបាទនាថ្ងៃពុទ្ធទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបាទយើងឃើញថាឆ្នាំរោងដោយសារតែមានធាតុមាសដោយសារតែមានពងទេវតាប្រុសឌួងជិតារិស័យឃើញថាបើធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរ
nếu không bật ngày ni ba đầm ná chỉ vất khởi tha mình xấu chia lo pro sao phần mà nội tê mà hai lúc nè có bầy phơi chật bật trò chia nâng đạch hạt mình trời vô cầm hân bà cầm hấn tôi chỉ mùi nâng cầm hò nụ lấy nôm tất cả bà nhà hà mình chạy chọc mình chạy hơi xem ra bậc ca bậc cao cây ca nghe có đôi chân này đai lúc nè có bay rẽ xa phía bờ ngọc ngát đôi mình trơ tò mò chỉ mui nâng cro mình nú chả ra anh bay nú lại bà bụng nú non tại rương rào đã có luôn nụ tế bà chấm pu nè bậc cao bờ bờ rục gì chun đô lúc nè nghe miền phải nhà hà plem plot ná cu miền ca bờ dây bà đỡ lại xâm ra bà sẽ đại sản hạ bà sẽ cầm lọc khẩn mông rư có bù mai mì mai cái đấy miền cả chương lươn thông mộc bôn tài bà thòi còi vệnh nu có khớn tha cha bà rõ hạt nà bà chân đi cư chia đuông chỉ tài được xây bà rõ bọc bù mai bóng bôn đại miền chân nằm cầm nát cả nó khổng bà chân nằm rống bà chân mát có xôm thơ cả bà con cu tục tì ấy nâu chúc chị tài được xây rồi bọc bộ mài bóng ôn đại miền chân nam cũng nát cao chân nam chia bần to từ tiết bà cứ trâu chứ mùi nâng bà hò lúc nè đại cao nó còn ông bà chân nam mà sánh bà rìa xây nia thằng ngày bốt bà trâu nâng thằng ngày tì mập hơi pram bà khai bà u sơ phía chân nam bì bòn bà mập hơi bì nì phong đái bà áo lúc này cao nó có nông chân nằm xanh bà đời xa tại miền thiệt phương bà đời xa tại miền bông cư bà mần ụp rô đuông chỉ tại được xây rồi bà áo lúc này khơi tha bà lọ chia môi xông được tê nó có nông bà thằng ngày ní bà tuốt bây thơ vầy cả đôi lúc này trâu chê bà trút bị nết mơ sơ mà sơ phía mần ụp bần tế tơ mần miền bà nhà hạ mần lọ nà mùi nô bà tốc lũng bà nở kìa kroi nè bà cò bà 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 ở ca nghe tì tù búa bì xe nó cứ bà sẽ cầm bà ở bì xe nó cứ cầm bà cò bà sống non cho bà giác cả làng tì tù búa cái rai plot đài plot chân thật lẽ cho bà hơi nâng ách bà chụp cổ rùa bà thân nạc đòi bà ca nà mùi nè bà cò bà bò rục xì chung đô cứ bà mộc chùm nuôi mình miền bà vây prai prul bà plap đô cù chữ tì cọt xâm quà bồn mà nụ tế cứ đôi sọp mùi đòn đôi lại xâm ra bà xâm phòn viết này hà bà xây bà giát bà nẹ đợt tây ổ chá nôm ca chùm lùi viết bà cát miền lăng bà chân đi cứ chia đường chỉ tại được xây rồi bỏ bụng hoàng phôn đại miền chân nằm cầm nát cả nó còn ông bà chân nằm mà xanh bà xâm rập thằng ngày bốt tì mập hơi phạm ni bà trong mắt có xôm thua cả con cu tụ tì nở chốc chỉ tại được xây rồi bỏ bụng hoàng phôn đại miền chân nằm cầm nát cả nó còn ông chân nằm chia bần to từ tiết bà cứ dừng chuyển chỗ đo bỏ lũng nét đại cao chân nằm bỏ mồm ý rất say khôn ông bà thằng ngày bớt trâu nè thằng ngày tì mập hơi pram bà khai bà u sơ phía chân nằm pi pòn bà mập hơi pì ni bà ở lúc này đã cao nó khôn ông chân nằm mập mì đời xa tới miền thiệt phơn đời xa tới miền bông tèo đạp sấy rất say khôn tha cứ bà cứ buồn tra đài tại mà đón bà cá luôn nơ bà lúc này chọn bà đọc sài bà nhà hà rư có chọn chỗ chết bà bị phía xa à với mùi chì mùi nâng nẹ đài bà nẹ đọc tây có tay anh ta ai bà rốt bà trọ chanh bàn khlắc khlắc nìa thằng ngày nì bà nhưng khơi nhân thang xâm ra bà thằng ngày đi bóng đài đầm nà chữ vớt khơi nhân thang qua bà xa bà bây mà là hơi bà đọc polo xâm ra bà chặt chanh cách cá nghe xong khăn xâm khăn rất có ca nghe thông đông bị bước tha phò lò lò có tài ta hỏi một bên đồ chỉ tì bênh chật chiến này nè bà có bà bò rốc xì chuyên đồ tù chuyên tì chật ngài ca rốc phò lò cầm rai miền phiệp bà thu sư ba ở trường môn đòi ai ở rốc bà chùm nô còn chân 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 hàng bài anh chân phòng đái đôi lại xâm ra bà xâm phòn phía xin này hẹp bà xây cùng lọc khởi mông bà lúc này mình toàn miền cụ quốc hỏi chẳng xoài rốt chìa bè lìa lọ bà bây bẩm phốt bà chân này cứ chìa đuông chìa tài được xây bà rô bọc bộng hoàng phôn đại miền chân nằm cùng nát cả nó có nông bà chân nằm bà mồm ý
bà cho mắt có xôm thua ca con cu tu tiền nở chuột chỉ ta được xây bà rô bọc bông màng phôn đã trâu chú mừng cho nam chia bần to từ tiết bà cứ dân trên chỗ đó bà ở lúc này đại cả nó không bà cho nam bà mô mè bình mà đoàn bà rưu xây nha thằng ngày bốt tì mà phải pram bà khai ưu sắp phía cho nam bì bòn bà mà phải bì nì bòn đái ở lúc này đại cả nó không cho nam bà mè đời xa tại miền thiệt miền đời xa tại miền bông chia tèo đá xây rưu xây khơi tha cư bù trả đại tại mà đoàn nếu thằng ngày ni phải nhà hà bà ca nâng phải nhà hà bà tọc luôn khởi tha miền ca bà bỏ chùm hiên tổng mốc bà hơi chọn tùm nẹ tùm nôn ở vây đài chơi top bà chỉ lật tập hôl còn bà chỉ tì có đau ca bà có cây ca nghe vấn tay để trâu bàn bà bệnh đà mật phê bà ca ớt ca cổ rốt bà ngọp ngánh hơi phở vầy vầy có tay tầm miên cả chuyên lươn còn của xóm bà bà có phong đại trong này nè bà có bà bà rục xì chuyên đố tủa lục nè bà chuyên tì chật ngay mình thập lâu cốt mình thập lâu tật đây cả rục phòl cầm rây bà khơi thả nè bà đợt tây kì rục bàn cầm răng rục tạm kì bếch bữa tha mình ai bà hỏi Paul cũng rai đồ chỉ tí bên chết bà nụ lời rìa bà nhà hà sức lấy sinh hà bà sợi cũng lọc cầm mống mình miền ở vầy bài bà đồ bà cú chỉ tí gọt xâm gọt tê cứ đôi sọp mùi đoan bà chân đi cứ chia đuông chỉ tài được xây rồi bà phụng mai ông bà ôn đà miền chân nằm gồm nát cả nó không bà chân nằm màu mái bà trong mắt có xôm thơ ca con cu tụ tiền nở chốt chỉ tài được xây rồi bỏ phòng ngoài bằng phôn đại miền nam cẩm nát cao chân nam chia bần to tụ tiền cứ trâu chỉ môi nâng bỏ lục nhẹ đại cao chân nam vô ba rưa xây ni ngày bốt bà tì bà một hơi pram bà khai út sấp phía chân nam pí pòn bà một hơi pí ní ở lục nhẹ đại cao chân nam vô đôi xa thêm miền thiệt đại đôi xa thêm miền pông cứ dẹp dạ pro bà đuông chỉ tài được xây rồi bỏ lục nhẹ khơi tha bà lo chỉ một chung nụ tê nó không ông bà thằng ai đi phòng đái ở lục nhẹ đại cao chân nam vô bà cứ lục nhẹ ơi bà giác bà cổ mà nụ nợ của bà luôn bà nôm bà tục mặc ơi đòi bà cà nà mùi ca bà cọp cây ca nghĩa khôn nông bà rì dạ bể ni bà tu bây khơi thả miền ca chấm ra lụt lo cha bà hạ bà bà nạc đấy tại mình ai thuê bà hạ bà nụ lời hỡi trâu tròn chạm thả cây ca nghĩa bà nghề cạt lăng còn nghề bà chó huynh phòng đài nè bà cọp bà rục xì chuyên đô khôn nông bà thằng ngày ni phòng đài mình miền ở vầy bài bộ đồ phá lạc của chữ tì gọt xong gọt bồn mà nụ tê cứ bà đổi xóm mùi đoàn rìa bà nhà hà sẽ lấy sinh hà bảo sợi bùm sâu miền bà đầm nà bà ở rít lụt loa tổng mộc nụ tê cứ miền ca thói cõi tròn chiên bà chân đi cứ chia đuông chỉ tài được xây rồi bộ phụng hoàng bôn đại miền chân nằm cầm nát cả nụ con ông bà chân nằm vớt bà trong mắt có xôm thơ ca con cu tụ tiền nở chốt khi ta rơi say rồi bỏ bụng hoàng ôn đại miền cho nam cầm nát cả nông con nông cho nam chia bần to tụ tiết bà cứ trâu cho mùi nâng bỏ lục nẹ đại cả cho nam rô ca bà rơi say xâm ra bỏ thằng ngày bốt bà tì bỏ một hơi pram bà khai út sắp hìa cho nam bí bòn bỏ một hơi bí ni ở lúc này đã có chân nằm rô cá đưa xa tới miền thiết đai đưa xa tới miền bông cứ dạ pro bà đuông chỉ tài được xây rồi bỏ ở lúc này khơi thà bà thật lệ sử dụng chó bà xâm rắc bà thân ngay đi phong đai lúc này bà thua vầy cả đôi mình ai pro mát bà nụ tế bí bố thà nghe thật lệ bà cứ bà nhà hà tôi thôm cho mộng nè bà cách ca nghe tội thổng đầm ná chữ vật mình lo bỏ xa ở bồn mà nụ tê đồ chân ác bà chọn thơ vầy cả đói cứ trâu tự chạy thẳng thai nhỏi bàn lo hơi mình trâu chưa sập đây krom mà nụ bê nụ đái bà giác trâu kê bà rôn cha lòi thơ lẹ bà tất đòi mình đang khuôn bà cho buôn nè bà có bà bà rục xì chuyên đô lúc nè mình có bây họ lột bê nụ lai bì bùa mình bà đòi nâng lật tập hò lò nụ tê nâng bà đùa lô lô lông mây nụ cứ bà khám miên nụ na chui bà lợt nụ lai
រីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករក៏តែងតែជួបគូប្រេងពើតដោយសក្តិប៉ងប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំបរកាបើខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំចុះ រិស័យនីថ្ងៃពុធបាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2025បើខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចដោយសារតែមានធាតុដីដោយសារតែមានពងគឺយក្សស្រីឌួងជាតារិស័យឃើញថាបើល្អជាមជ្ឈមនោះទេនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតបាទលោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបង្កផលលំបាកអ្វីមួយពិសេស ក្រុមមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាតែម្ដងចំពោះការប្រកបកិច្ចការងារចូលប្រយ័ត្នកូនចៅនៅក្រៅបង្គាប់ឬបើជាកូនចៅគេអាចនឹងត្រូវជួបផលលំបាកអ្វីមួយដោយសារចៅវៃនាយតែម្ដងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលៀបតូចធំពុំសូវមានសម្បូរនោះទេព្រោះបើមិនបោលហួសក៏ចាប់ពុំសូវជាប់ប៉ុន្មាននោះដែរ រីឯបញ្ហាស្រេសស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំកើតមានការរកកម្មរកកនិងមានរឿងរ៉ាវប្រឆាំងគ្នាជាបន្តបន្តបាទចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យបាទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំចបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទុទាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុល បារិស័យនេះថ្ងៃពុធបាទត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលដោយសារតែមានបាទធាតុទឹកពងបាទគឺមនុស្សស្រីរាសីឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេគឺមានបាទគ្រោះច្រើនបន្តិចដូច្នេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយ បាទគឺក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទើបអាចបាទជាផុតនៅផលលំបាកចំពោះមុខទៅរួចចំណែកការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យហើយពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះផលល្អនឹងហូចមកវិញបាទជាក់ជាពុំខានបាទសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបរឿងបាទលៀបតូចធំច្រើនតែបាល់ហួស នឹងចាប់ពុំសូវជាប់ប៉ុន្មាននោះទេរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឃើញថាជួនល្អជួនអាក្រក់ព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់មានចិត្តចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នាមិនឈប់មិនឈរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតបាទកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំកុលបាទ សម្រាប់ការជ្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបាទថ្ងៃពុធបាទទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបឆ្មាននោះសូមជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe ក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងបាទLike និងShare ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទូទាយថ្មីៗផងដែរបាទ ពីខ្ញុំបាទ EP សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវេលាមួយជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅអត្ថបទថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ